Đến ngày hôm nay, mùng 4 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu hơn 320.000 người liên quan tới ổ dịch hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự lưu hành đồng thời của cả hai biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh, gồm biến chủng Anh và Ấn Độ ở các ca bệnh trong cộng đồng. Cụ thể thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu 323.204 người, trong đó có 4.835 F1, 318.369 người tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm liên quan đến ổ dịch hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, số mẫu xét nghiệm trên được lấy từ ngày 26 tháng 5 cho đến nay và hiện còn 513 mẫu tiếp xúc gần đang chờ kết quả. Từ ngày 18 tháng 5 cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 287 ca mắc COVID-19 đã được công bố, hiện đứng thứ tư cả nước về số ca mắc COVID-19 cộng đồng trong đợt dịch lần này. Trong đó, ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện từ ngày 26 tháng 5. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhận định thành phố có thể xuất hiện những ca nhiễm không rõ nguồn gốc trong cộng đồng do dịch bệnh đã âm thầm lây lan.